Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay An Miên xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị khách mời là giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh. Và giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh là một người, phải nói là một người phụ nữ gốc Việt mà lại là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên được giữ chức vụ cao cấp trong Bộ Giáo dục dưới chính quyền Obama. Và giáo sư cũng đã là nguyên những giáo sư giảng dạy ở trường đại học Costa Long Beach và đồng thời nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng thuộc về ngành giáo dục và Bộ Giáo dục. Và bây giờ đó thì tuy rằng giáo sư đã phải nói là đã nghỉ hưu, nhưng giáo sư vẫn còn những hoạt động rất là tích cực trong vấn đề giáo dục ngôn ngữ. Và đồng thời, đặc biệt, giáo sư là một người mẹ, một người bà. Và xin chào giáo sư Kim Oanh. Chúng tôi xin chào quý vị khán thính giả và chào cô An Miên. Rất hân hạnh trở lại với chương trình. Dạ, cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị và thưa giáo sư, như nãy An Miên có nói đó, giáo sư là một người phụ nữ rất là thành công trong xã hội và đóng góp rất nhiều vào ngành giáo dục tâm lý cho tất cả chúng ta ở nước Mỹ, và đồng thời cũng ảnh hưởng rất nhiều cho những người mà thường xuyên theo dõi trên thế giới về những thành tích mà giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh đạt được. Nhưng ngày hôm nay, giáo sư Kim Oanh sẽ nói chuyện với chúng ta và nói nhiều hơn đó là gì? Đó là người mẹ. Bởi vì giáo sư cũng là người mẹ, một người bà. Và nhân là cũng ngày lễ mẹ, phải không thưa giáo sư? Dạ. Thì An Miên được biết á, là vì giáo sư có cho xem hình người mẹ của giáo sư, phải nói là khi An Miên nhìn bà xong, An Miên cảm thấy là có một cái gì đó rất xúc động vô cùng. Bà thôi để giáo sư nói đi, nhưng mà riêng An Miên nhìn hình bà thì An Miên phải nói về người mẹ. Thưa giáo sư, An Miên nhìn bà xong, An Miên nói là hay là giáo sư kể cho mọi người và chia sẻ với mọi người về hình ảnh người mẹ. Vâng, thì chúng ta hôm nay nói về đề tài người mẹ là cũng nhân dịp tháng 5, phải không? Tháng 5 yeah. Thì là ở đây họ mừng lễ Mother's Day. Yeah. Và tôi nhớ lúc mà ở Việt Nam cũng có cái khoảng không nhớ tháng nào, nhưng mà trong trường hay có một cái mục là bông hồng cài áo. Chắc tháng 7, tháng Vũ Lan. Vũ Lan. Khi nào mà tới cái ngày đó thì nhớ là họ cho những cái hoa hồng. Mm. Ai mà còn mẹ thì gắn lên cái hoa hồng màu hồng, ai mà mất mẹ thì hoa hồng màu trắng. Thì những cái giây phút đó mình mới ý thức ra là mình may mắn khi mình thấy những người bạn có những cái hoa trắng. Mà lúc đó còn bé thôi. Đúng. Thì càng về sau thì mình mới càng ý thức là cái thời gian có mẹ không có nhiều nữa. Và cái vai trò người mẹ rất là quan trọng, phải không? Dạ vâng. Nhưng mà giáo sư thật là may mắn cho tới giờ. Giáo sư đã là bà rồi mà vẫn còn người mẹ. Vâng. Chúng tôi rất là may mắn năm nay đó, tới tháng 6 thì bà cụ sẽ được 90 tuổi. Thì chúng tôi, tất cả các anh chị em ở nhiều nơi khác nhau, khác nước Mỹ, thì sẽ trở về họp mặt chỉ trong gia đình thôi. Và xin phép giáo sư, điều này cũng là An Miên nghĩ là quý vị cũng giống như An Miên muốn biết nhiều hơn về người mẹ của giáo sư. Tại vì An Miên biết là cụ rất là cao tuổi, mà cụ phải nói rất là khỏe mạnh. Vâng. Và minh mẫn. Vâng. Thì mẹ chúng tôi đó là có tất cả 8 người con. Thì một cái điều tôi ngạc nhiên mà mẹ vẫn hay nói, tại sao mà các con lúc mà sanh con ra thì kiểu như là lo lắng quá lố, mẹ một thân một mình không có chữ nghĩa gì hết mà nuôi được đàn con, mà nhiều lúc là gia đình rất là túng thiếu, hoặc là bố đi xa quân đội phải làm này kia mà vẫn có ơn trên lo cho đầy đủ. Thì cái điểm mà đặc biệt nhất đó là bà có một cái đức tin rất là mạnh, và bà làm tất cả theo cái niềm tin của người Công giáo. Do đó là sau này mình mới ý thức được, mình học hỏi, mình đọc sách, mình tìm hiểu, nhưng mà không bằng cái gì mà mình thấy những cái gương trước mắt của những người đi trước, những cái kinh nghiệm của chính trong cái văn hóa của mình, có những cái cách thức và cách hướng dẫn con mình có thể học được, chứ không phải mình nghĩ là qua đây phải thay đổi tất cả. Thì đó là một cái điểm mà mình thấy rất rõ ràng so với lại những bây giờ mình thấy cái lớp tuổi con cái mình. Thì khi mà nó có con, nó lại làm khó khăn hơn mình hồi trước nữa. Vâng, thưa giáo sư, cái này An Miên nghĩ là có lẽ là đôi khi đó, có điều mà mình không có chú ý là đôi khi hoàn cảnh xã hội nó cũng thay đổi. Cho nên vai trò và hình tượng người mẹ nó cũng thay đổi. Đúng như thế. Nhưng mà giữa cái sự thay đổi thì cũng chưa chắc là thay đổi tốt hay hơn hay là như thế nào. Đó thì người ta hay dùng một cái câu đó, tiếng Anh gọi là the best of both worlds, là cái hay nhất
của cả hai cái xã hội. Mình may mắn là mình có kinh nghiệm lớn, sinh ra và lớn lên trong cái xã hội Á Đông Việt Nam, và qua đây hấp thụ thêm những cái hay cái tốt của cái xã hội này, thì mình làm sao mà mình lọc lựa để mà mình áp dụng được cách tốt của hai bên. Dạ vâng. Và để cho rõ hơn là An Miên nghĩ rằng có lẽ là chúng ta nói về thế hệ là mẹ của chúng ta, vâng, là thế hệ của những người gọi là truyền thống của trong văn hóa Việt Nam về hình tượng người mẹ. Thì giống như nãy giáo sư có nói về hình tượng của một người mẹ như là mẹ của giáo sư, thì cũng là một điển hình của những cái thế hệ đó. Vâng. Thì giáo sư thấy là cái trách nhiệm của người mẹ trong cái thế hệ mẹ của chúng ta đó, An Miên thấy khó khăn lắm đó. Rất là khó. Vâng. Và phải nói là nó có nghĩa là khó, rất khó, nhưng mà cái điều An Miên vẫn cảm thấy là mình không bằng, thua kém, không bằng thế hệ đó, tức là mình không thể nào mình vẹn toàn được như những người mẹ ở thế hệ đó. Mình nghĩ rằng như là An Miên vừa dùng cái chữ là vẹn toàn, nhưng mà thật ra trong mỗi cái hoàn cảnh xã hội thì cái người phụ nữ phải nói là họ có một cái năng khiếu là hòa nhập được vào bất cứ, đối phó được, ứng xử được với bất cứ một cái hoàn cảnh xã hội nào. Thì mình nhớ là lúc ở Việt Nam trong cái thời chinh chiến, đa số những người bố không có mặt ở nhà nhiều, tại vì phải lo cho tổ quốc, cho quốc gia đi xa. Thì những người mẹ là những cái người mà vừa phải đóng vai trò làm cha, hướng dẫn con cái. Thường thường cái trong cái một cái gia đình truyền thống Á Đông, người cha là cái người dạy bảo con cái rất là rõ ràng, và người mẹ chỉ là cái người mà reinforce, là tiếp đó mà theo. Nhưng mà nhiều khi có những cái vấn đề xảy ra mà người cha không có mặt ở nhà, người mẹ phải lo. Và trong cái thời gian mà sau chiến tranh thì những cái người mẹ Việt Nam phải nói là cần được tuyên dương, tại vì phải cáng đáng vừa lo nuôi chồng, vừa lo cho con, mà bị đẩy ra khỏi cái môi trường quen thuộc, nhà cửa có người giúp đỡ. Thì mình thấy cái khoảng thời gian đó, càng lúc mình càng tìm hiểu thì mình mới càng kính phục những cái người phụ nữ mà đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn như vậy. Mà bây giờ ít những khi những người nào ngồi mà kể lại cho con cái nghe, thì con cái nó lớn lên nó không có ý thức được cái sự hy sinh cao quý của những người bà mẹ Việt Nam trong cái thời chiến như thế nào. Dạ, vâng. Và phải nói là những người mẹ mà truyền thống trong văn hóa của mình á, là bậc mẹ của thế hệ của chúng ta đó, thì An Miên thấy có một cái điều mà sở dĩ An Miên nói là chúng ta không được vẹn toàn như vậy là như thế này. Cái thế hệ sau này á, thưa giáo sư cũng phải công nhận là đa số người mẹ là đều phải nói được bước ra xã hội nhiều hơn, rồi có một nền học vấn và kiến thức cũng khá hơn. Nhưng mà những người mẹ truyền thống ngày xưa, An Miên thấy như mẹ An Miên chẳng hạn, trình độ của bà phải nói là chỉ là tiểu học trường làng thôi. Nhưng mà một điều rất là lạ, cái sự kiên nhẫn, cái tình thương con và lo đối với An Miên là vẹn toàn trong gia đình, trong xã hội. Những người mẹ như thế họ làm rất là trọn vẹn. Còn có những người mẹ hoàn toàn không biết chữ nhưng mà lại nuôi dạy con ăn học nên người. Đó là cái điểm mà An Miên vẫn thắc mắc, tại sao những người mẹ đó làm được. Đúng. Thì khi mà chúng tôi vào cái ngành giáo dục, đọc những cái bài nghiên cứu và họ phân tích được những cái trường hợp tại sao những người mẹ bên mình nói là không có chữ, là không có đi học một cách tới nơi tới chốn trường lớp, nhưng mà lại nuôi con rất thành công, mà có cái sự uyên bác thâm thúy trong cái lời ăn tiếng nói. Thì họ mới phân tích là cái học, cái kiến thức là nó đến từ hai nơi. Một cái nơi là mình vào trường mình học những cái gì trong sách vở, nhưng mà một kiến thức rất là quan trọng là học ngoài đời. Những cái người mà để ý quan sát trong những cái hoàn cảnh, họ coi những người đi trước, những người chung quanh ứng xử như thế nào, họ rút đó làm cái bài học, hoặc là chính họ gặp những cái thất bại và từ cái thất bại đó họ cố gắng và họ tìm được những cái phương thức hay hơn. Thì cái kiến thức đó nó rất là quan trọng. Mình thường thường nghĩ những người giỏi là những người mà có bằng cấp, nhưng mà không hẳn như vậy. Những người bằng cấp có thể là họ giỏi về chữ trong sách, nhưng mà cái ứng xử ở đời, cái nuôi dưỡng con cái có lẽ không bằng những cái người mà có cái khả năng ứng xử ngoài đời. Thì bây giờ họ phân tích rất là rõ ràng, một cái nó gọi là IQ intelligence, một cái là emotional intelligence, là những cái người mà biết ứng xử theo cái xúc cảm, theo cái đọc được những cái xúc cảm người khác và biết được cái xúc cảm mình và làm chủ được cái tình hình, là những người mà thông minh, thành công nhiều hơn là những người mà có cái kiến thức về đầu óc.
Thì mình thấy đa số người mẹ Việt hay Nam có emotional intelligence, rất là thông hay. Minh về cảm xúc. Dạ vâng. Và giáo sư cũng có nghĩ rằng là có nhiều người nói với An Miên là bố mẹ quan trọng như nhau, nhưng mà sao An Miên lại có cảm giác người mẹ quan trọng, rất là quan trọng trong vấn đề mà gọi là dưỡng dục con mình trưởng thành. Mình thấy là khi mình tìm hiểu những cái mô hình của nhiều gia đình, của những gia đình của nhiều cái xã hội khác nhau, thì thường thường mình thấy những người đàn ông trong bất cứ cái hoàn cảnh xã hội hoặc là văn hóa nào thì cũng có cái nhiệm vụ chính là bảo vệ gia đình, và cái nhiệm vụ thứ hai là nuôi sống gia đình, là kiếm sống, là nó dùng cái chữ là breadwinner, đem tiền vào cơm. Để mà kiếm cơm, không? Đó là hai cái vấn đề chính. Và cái thứ ba là kiểu như là đặt ra cái kỷ luật của gia đình, mà thường thường cái kỷ luật đó là do những cái giá trị văn hóa đạo đức của cái gia đình đó. Mỗi gia đình có một số những cái giá trị văn hóa đạo đức, ví dụ trong một cái dòng họ đó thì đối với họ cái chuyện quan trọng nhất là lễ nghĩa chí tín và phải học một cái ngành nghề gì đó. Còn những gia đình khác thì mỗi gia đình có, thì cái người cha là cái người mà đặt cái đường hướng đó và người mẹ đi theo. Nhưng mà trong cái vai trò người mẹ đó, không những là hỗ trợ người cha nhưng mà uốn nắn con, và cái quan trọng nhất là người mẹ hiểu con, tại vì người cha áp đặt lên con những cái gì phải làm để cho cái gia đình đó nó được thành công, nó thành cái truyền thống. Nhưng người mẹ là cái người hiểu con, biết là cái áp đặt của người cha vậy, nhưng mà có thể đối với đứa con này mình áp đặt cái kiểu khác, hoặc là mình cho nó đi một cái hướng hơi khác, tại vì nó không có khả năng làm những cái gì mà như thế. Thì cái người mẹ là cái người gần con, hiểu và giúp cho con thành công, không hẳn là theo như người bố muốn, nhưng mà có thể thành công sau đời. Và An Miên cũng thấy là giống như là đây là mình nói tới vấn đề y khoa, thì An Miên thấy rõ ràng là có sen con ra, con mang dòng họ bố, nhiều khi bà nội nói cháu bên nội, thuộc về bên nội, coi như là cháu bà nội mà tội bà ngoại. Nhưng mà An Miên thấy rõ ràng tất cả người phụ nữ khi sanh con là phải chịu những cái thời kỳ mang thai mấy tháng trời, gần một năm trời ở trong bụng của mình, trong lòng của mình, thì nó đã có những cái gọi là liên kết với nhau rất là kỳ diệu. Và đồng thời cái vấn đề đó An Miên thấy là mẹ nào con nấy hay cha nào con nấy đôi khi cũng có cũng khá có chính xác, phải không thưa giáo sư? Đúng, cái đó hoàn toàn đúng, tại vì ảnh hưởng thì người ta nói cái ảnh hưởng về genes đó, genetic đó là theo cái thể xác đó, nó chỉ là một phần, và cái ảnh hưởng môi trường nó nhiều hơn. Cái ảnh hưởng môi trường là cái lúc mà con lớn lên trong cái gia đình, cái nề nếp như thế nào, cái sự hướng dẫn của cha mẹ như thế nào, nó ảnh hưởng nó nhiều hơn là cái gene của nó. Cái gene đó là nó có sẵn, ví dụ trong cái gia đình đó dòng họ trước giờ có máu giỏi về toán thì đứa con nó có sẵn cái đó, khi được mà phát triển thì nó rất là giỏi. Nhưng mà nếu mà nó không được phát triển thì cái đó nó cũng nằm đó thôi, nó không có giỏi cái đó mà nó có cái gene đó. Thì ăn thua cái môi trường, cái ảnh hưởng của người cha và người mẹ rất là quan trọng. Vâng, thì nói chung khi nói về người mẹ thì cũng có nhiều cái ý kiến gọi là khác biệt nhau. Và An Miên thu nhận được một ý kiến mà An Miên thấy cũng hay là như thế này. Chẳng hạn như những người mẹ của chúng ta hiếm hoi lắm, có những người mẹ mới được đi làm. Chẳng hạn như là có những người mẹ thật ra cũng tài giỏi lắm, cũng có bằng cấp rồi đi làm, cũng có chức vụ không thua gì những người đàn ông. Nhưng mà cũng có những người mẹ như nãy An Miên nói, học vấn không cao, học hành không nhiều, rồi có những người mẹ hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà những người mẹ đó vẫn có thể nuôi dạy con mình rất là tử tế. Và nói là bà không biết, từ vì bà không đến trường thôi. Đúng. Có thể cái xã hội đó ngày xưa là không có cho con gái đi học nhiều. Nhưng mà An Miên biết nhiều người mẹ đó, họ không có đi học bài bản, không từng đọc nhiều nữa, mà không hiểu tại sao mà thuộc lòng tất cả những câu của truyện Kiều. Đúng như thế. Thuộc tới độ mà bây giờ như là thế hệ An Miên có học đi chăng nữa, mà cũng không nhớ phải không? Mà khi mà bà đã nhớ câu nào rồi á, nhiều khi nghe bà nói thì An Miên bình thử có đúng không? Thì An Miên thấy trời ơi, đúng quá. Thì đại khái An Miên mới nghĩ là thực ra đó, cái sự thông minh của con người như nãy giáo sư nói, nó không tùy thuộc vào trường lớp, mà nếu có trường lớp thì nó hướng dẫn hay hơn. Nhưng mà nếu không có thì con người ta nó tự phát, và cái như là cái tự học nó thúc đẩy. Đúng như vậy. Với lại thêm một nữa, An Miên nghĩ cái này có phải là do tình mẹ với con không? Khi mà có đứa con, mẹ không muốn con mình sẽ có những cái nỗi thiệt thòi giống như mình. Cho nên người mẹ cố gắng để cho con mình biết hết tất cả. Một cái ưu điểm của người phụ nữ là họ có khả năng nghĩ
nhìn theo cái nhìn của họ và nhìn theo cái nhìn của người khác. Người cha thì khi mà họ đã có một ý kiến rồi, họ chỉ thấy cái ý kiến của họ. Còn người phụ nữ có một cái năng khiếu tự nhiên, mà nhất là khi là đó là người mẹ, mình thương con, mình nhìn được cái khía cạnh mình nhìn được khía cạnh con, do đó mình ứng xử nó uyển chuyển mà nó thích hợp hơn. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Hình tượng người mẹ đó phải nói là lúc nào cũng thật là gần gũi với con. Thì cũng như là nãy giáo sư nói đó, người mẹ gần con nhiều nhất, người mẹ uốn nắn tìm hiểu con, vui buồn cùng con. Cho nên khi nhắc tới người mẹ đó, hầu như là từ văn thơ, văn chương, từ Đông sang Tây, chúng ta thấy nhiều hơn là hình ảnh của người cha. Và nhắc tới người mẹ phải nói không có hình ảnh nào mà đau buồn, mà khiến cho chúng ta ngậm ngùi, mà có thể là chúng ta có một cái gọi là một cái niềm gọi là ray rứt trong lòng. Đó là hình ảnh những người mẹ trong cái thời buổi loạn thời, loạn thế, chiến tranh, hoặc là trong cái buổi khủng hoảng kinh tế, hay bất cứ một cái điều đó. Thì chắc có lẽ là mẹ của chúng ta đã từng trải qua giai đoạn đó, phải không thưa giáo sư? Trong cái thời gian mà Việt Nam trong cái cảnh chiến tranh, thì có rất là nhiều những cái hoàn cảnh mà người mẹ phải tự lo nuôi một đàn con, không có người chồng ở trong gia đình, thì vừa phải tìm kiếm cái cách mà sinh sống để có tiền mua thức ăn cho con, mà vừa lại hướng dẫn dạy dỗ con, mà vừa phải tìm hiểu coi thử là nó cần cái gì, nó học tới đâu. Thì mình thấy rất là nhiều hoàn cảnh lúc đó mình còn bé, mình cứ có người lo thì mình chỉ biết vậy. Nhưng mà sau này nhìn lại, mình mới cảm phục những cái người mẹ trong cái thời chiến tranh ở Việt Nam, và ngay sau chiến tranh nó còn bi đát hơn nữa. Và rất ít những cái bài vở mà công nhận cái sự hy sinh và can đảm của người mẹ lúc đó. Vâng, thì sau khi mà cuộc chiến xảy ra thì chắc chắn là chúng ta phải nhắc đến cái biến động mà lớn lao nhất, thay đổi gọi là thăng trầm nhất, đó là biến cố 30 tháng 4 năm 75. An Miên là ở lại, không biết là bị hay được ở lại đây. Thì là vì ở lại cho tới năm 1989 thì mới được rời đất nước Việt Nam để qua Úc đi đoàn tụ gia đình. Thì An Miên chứng kiến những cái nỗi khó khăn của những người vợ mà chồng đi tù cải tạo. Nhưng An Miên được biết rằng, chắc có lẽ cái này là phải nhờ giáo sư bày tỏ thêm với quý vị, là bởi vì giáo sư qua đây ở một cái lứa tuổi rất là thanh xuân. Và chắc có lẽ mẹ giáo sư cũng phải nói là bà cũng phải thích ứng với môi trường mới, bươn chải, và chắc rất là khó khăn cho những người mẹ khi qua hải ngoại. Đúng như đặc thế. Biệt là tiếng Anh không biết một gì hết. Đúng như thế. Mà mất hết tất cả. Thì mình thấy là cái người phụ nữ Việt Nam rất là đáng kính phục và được vinh danh, những người mà ở lại. Thì cái hoàn cảnh là người ta gọi là đi vùng kinh tế mới, nhưng mà thật ra bị đẩy ra khỏi nhà mình, tại vì cộng sản nó lấy mất nhà cửa. Đi những cái vùng mà đất đai khô cằn mà phải tự gây dựng, mà bàn tay người phụ nữ làm sao làm được, mà cuối cùng cũng phải làm, rồi phải đi thăm nuôi chồng, tiền đâu, mà cái đường đi rất là xa, nhất là những cái người mà bị ra Bắc. Thì khi mình đọc cái đó mình không cầm nổi nước mắt, mình thấy sao mà cực quá. Nhưng mà những cái người phụ nữ mà qua đây cái lúc 75 hoặc là gần đó thì cũng cực không kém, tại vì đang ở trong cái môi trường mình có thể nói được, mình có thể xoay sở được. Bây giờ như câm như điếc, không nói được, không hiểu được, mà phải ra đi làm để mà phụ chồng. Chồng cũng vậy thôi, hai vợ chồng. Thì trong cái thời gian đầu, đa số những cái người mà qua lúc đó đi rửa chén, đi quét nhà, đi dọn dẹp nhà cửa, đi bán xăng, tất cả cái gì làm việc mà không có đòi hỏi phải tiếp xúc với người khác,
Và một thời gian sau, 1-2 năm sau thì có những cái công ty họ thấy những người Việt Nam tị nạn nhất, rất là những người phụ nữ khéo tay, thì có những cái công ty điện tử họ cho làm gắn những cái mẫu, nó kêu là assembler. Assembler đó, là gắn một cái phần thôi. Mà cái công việc đó nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là buồn chán, tại vì mình đứng cả ngày, một cái board, một cái miếng nó chạy qua, mình chỉ bỏ một con ốc, con vít hoặc một cái gì làm đó thì nó chạy đó. Qua làm dây chuyền, đúng như thế. Thế hồi đó nó hay có cái danh từ là chồng tách vợ ly, ly là assembly, tách là technician, chồng tách vợ ly, làm mà trong những cái hãng xưởng lớn mà phải đứng và họ trả theo cái sản xuất mình làm được bao nhiêu, do đó họ hết công làm, nhiều khi không có dám đi nghỉ để mà đi giải lao hoặc là dùng phòng tắm, rồi sinh ra bệnh này kia nhưng mà vẫn làm hy sinh, tại vì nghĩ là không những lo cho gia đình đây mà gửi tiền về lo cho bố mẹ. Thì mình nhớ rất rõ ràng cái cảnh mà cuối cùng trước khi rời Việt Nam, mẹ mình không muốn đi, tại vì mẹ mình là con trưởng, thì mẹ nói không, con trưởng phải ở lại để mà phụ dưỡng ông bà ngoại. Thì bà ngoại mới nói với mình, nói với mẹ mà mình đứng đó mình nghe đó, con phải đi đi, con một đàn con như vậy mà con không đi thì chồng con làm sao lo được cho cái đàn con này, bố mẹ già rồi đừng có lo. Thì mẹ nuốt nước mắt mà đi. Mà đúng như vậy, nếu mà cái đàn con đi theo bố thì chắc là không có làm được cái khổ gì, sợ lắm thì người mẹ lo hết. Thì mẹ mình đi làm assembly, đứng trong sở 8-10 tiếng, về nhà là phải nấu ăn hết, tại vì đi học, đứa nào cũng đi học, không có thời giờ, tối là về học. Rồi mẹ nói là cuối tuần thì ra dọn dẹp vườn, rồi làm này làm kia. Bây giờ bà cụ ngồi thỉnh thoảng bà nhớ lại, bà nói hay Chúa cho mình cái sức khỏe lúc đó, không ai chỉ cho mình mà mình cũng biết cái gì phải làm. Rồi khi mà vô trong làm những cái hãng xưởng thì người này chỉ cho người khác, đi mua chỗ nào rẻ, đi cái tiệm nào nó bán đồ sale, rồi cứ chỉ cho nhau. Thì mình thấy những người phụ nữ đặc biệt là có cái khả năng adapt, hội nhập, còn những người đàn ông thì gặp rất là nhiều khó khăn, tại họ đang ở một cái địa vị nào đó bây giờ xuống rất rất là thấp, thì nhiều người gặp trở ngại, trong khi người phụ nữ cắn răng làm được hết. Thì cái đức tính đó là một trong những đức tính mà người phụ nữ, đại đa số là người phụ nữ có, đó là cái sự nhẫn nại. Đúng. Và dù có hoàn cảnh, có khó khăn thì vẫn thích ứng như thường. Đúng như nhưng vậy. Mà Amin nghĩ mình nói thì dễ lắm, nói cái chữ nhẫn nại rất dễ, thích nghi rất dễ, nhưng để bao nhiêu năm trời trôi qua thì đối với Amin cái đó là đầy nước mắt. Có thể là bà không khóc trước mặt con, nhưng mà có lẽ là nuốt ngược vào lòng. Thì đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy day dứt vô cùng, phải đúng, không thưa giáo sư? Đúng như thế. Thì có một thời gian mình làm những cái lớp mà dạy Anh văn ESL cho những cái người phụ nữ ở trong nhà, tại vì đó là họ không có thì giờ đi ra ngoài. Có những cái lớp ở trường đại học cộng đồng, họ không có thì giờ đi học những cái lớp đó, mà họ muốn học tiếng Anh. Và chỉ có buổi tối, sau khi mà lo cơm nước cho chồng con hết, thì họ họp lại 10 người trong một nhà, thì họ nói mình giúp thì mình tới, mình cũng giúp cho họ. Và mình hỏi cái cách học hay nhất là các chị cần phải nói những câu nào, thì viết ra tiếng Việt xong rồi mình giúp cho các chị nói những cái câu đó bằng tiếng Anh. Thì có một lần chị kia nói là mình muốn viết cái câu mà để mà khi người ta không hiểu mình thì mình trả lời như thế nào, hoặc là khi người ta đối xử không tốt với mình thì mình phải hỏi cái trả lời hoặc là đối phó như thế nào. Thì mình nói chị nói rõ hơn đi, tại vì em không biết ý chị là như thế nào. Thì chị mới kể là lúc đi chợ thì lúc mà ra trả tiền thì tại vì gia đình có con nhỏ thì có những cái phiếu hồi xưa nó kêu là food stamp, những cái phiếu đó để mua thức ăn. Thì lúc mà mua thì chị nói là chị mua thức ăn rồi trong đó là có thuốc giặt. Mà chị không biết là thuốc giặt đó không là thuốc ăn. Thì lúc đó cái người mà trả tiền nói mà họ có cái thái độ khinh thường hoặc sắc sược, thì chị này chỉ biết như vậy mà chị không nói được. Thì cái bà kia bà thấy mặt chị ngớ ra, bà càng nói to ra. Họ tưởng là càng nói to thì mình càng hiểu, nhưng mà nói to cũng tiếng Anh thì làm sao hiểu. Thì chị nói chị giận mà chị xấu hổ mà chị tức lắm. Cái chị nói lúc đó mà chị có tiếng Anh thì chị sẽ hỏi tại sao lớn tiếng với tôi, tại sao đối xử với tôi như vậy, và tôi muốn gặp ai để mà đó. Thì mình mới nói chị viết ra, học những cái câu nói và
có là I would like to talk to the manager. Yeah. Tôi muốn gặp cái người có trách nhiệm. Vâng. Thì mấy chị đã học những cái câu đó. Ừ. Thì mình rất là cảm thấy họ gặp nhiều những cái hoàn cảnh như vậy, bị đối xử, bị khinh thường vì bất đồng ngôn ngữ hoặc một cái gì đó nó không đúng. Thì sau này đó, chính những người đó họ có can đảm nói như vậy, họ sẽ là người gương mẫu cho con, để mà mình thấy khi mình bị áp đặt, mình có quyền có cái tiếng nói. Thì mình rất phục những chị đó. Vâng, phải nói là qua cái đó đó là mình cũng phải hiểu là thực ra là cũng không phải, An Miên biết là giáo sư cũng không phải là mình nói là cái xã hội Mỹ thế này thế kia là kỳ thị, nhưng mà đối với An Miên là ngay cả những người Việt Nam với Việt Nam, mà đôi khi chúng ta nhìn thấy một người mà chúng ta cho là ồ cái người này ăn mặc lôi thôi hoặc là lốc thốc rồi là cứ đi dùng tiền của xã hội, cái tự nhiên có nhiều người họ không ý thức được, họ không hiểu được. Đó là lý do chúng ta phải hiểu người ta. Đúng. Thì họ có một cái nhìn gọi là bình, hoặc có nhiều khi á không nói to đâu nhưng mà lạnh lùng, rồi không thèm nói tiếng nào hết, làm thì cái đó là ngay bản thân dù có biết tiếng Anh như An Miên đi làm cũng thường bị như vậy. Chẳng hạn như là cùng là một service nhưng mà cái người bên cạnh là người ngoại quốc thì tiếp viên hàng không service nhẹ nhàng, còn mình đặt luôn cái ly nước cái nặng nề trước mặt. Mà dù là ngồi cái hàng ghế là do sở cử đi thì dĩ nhiên hàng ghế đều là ưu đãi, hàng ghế business class, nhưng mà cái thái độ cũng khác. Được. Thì họ nghĩ như vậy, ồ, Á Châu làm sao mà được lên đây, đại khái vậy. Nhưng mà cuối cùng đó thì thứ nhất á, mình phải tập cái tánh là thôi lờ đi, lờ hình lờ, nhưng mà nếu quá đáng á, thì mình phải stop ngay. Cái vấn đề mà những người phụ nữ có con nhỏ dùng được hưởng những cái trợ cấp như là food stamp hoặc là lo cho con cái, không có gì mà phải mắc cỡ. Và có nhiều người họ nói ô những người đó tại sao họ cứ lợi dụng chính phủ, anh mới nói không, đó là một cái chương trình để giúp. Và họ, cái chính phủ này rất là khôn ngoan, tại vì những người phụ nữ đó không đi làm, chịu khó ở nhà lo cho con, được trợ cấp, cái đám con đó được người phụ, được người mẹ lo cho đầy đủ, chăm sóc, chăm sóc để mà học hành, tấn tới sau này tụi nó đi làm nó đóng tiền thuế lại. Hình như cái đó là một cái chuyện đương nhiên, không có gì mà phải xấu hổ, tại vì cái bổn phận quan trọng nhất của mình, của người phụ nữ là làm sao cho đàn con thành công để mà đóng góp lại cho xã hội sau này. Và khi mà người phụ nữ hy sinh ở nhà và phải nhận cái tiền đó, không có cái gì xấu, mà những người khác mà nhìn thì đó là họ không hiểu thôi. Vâng, giáo sư nói rất là đúng. Và chỉ là xấu khi nào chúng ta có đầy đủ điều kiện mà chúng ta cố tình để mà lấy cái phần của những người cần, thì cái đó chúng ta rất là xấu, đó là khai gian, khai man. Còn cái vấn đề đó, chúng ta là di dân thì An Miên nghĩ á, sở dĩ mà đất nước này á, mở rộng, vì đất nước Mỹ thực ra không phải của ai cả, nó là của những người di dân làm nên. Và đây là những cái điều như nãy giáo sư nói đó, chúng ta sẽ phải đóng thuế cả cuộc đời, bao nhiêu là đời. Khi mình càng thành công thì mình càng đóng góp được nhiều. Vâng. À, họ tính hết, họ ở hiểu nhà hết. Trông con thay vì đi làm mà tiền gửi con đi thì cũng đúng. Đúng. Và những đứa con mà gửi đi thì chắc chắn là không có ngoan, không có được cẩn thận hướng dẫn bằng chính người mẹ. Do đó cái vai trò người mẹ trong gia đình rất là quan trọng. Tại vì khi mà cái thời gian mà nó đi qua rồi, mình không có uốn nắn các con từ nhỏ, tới cái tuổi teenager mình thấy sợ quá, bây giờ thôi bớt giờ làm ở nhà với con, đôi khi hơi trễ. Tại vì nó đã quen cái thói tự lập rồi, không có ai nói bắt nó vào khuôn vào phép. Chị nên để ý cái đó. Vâng, và khi nhắc tới cái vấn đề người mẹ thì chúng ta cũng biết là thế hệ mẹ của như là của An Miên, của giáo sư á, là đã rất là cao tuổi. Rồi có những người con không chăm sóc được người mẹ. Thì hôm nay là cũng nhân nói về người mẹ và ngày lễ mẹ. Thì giáo sư nghĩ như thế nào? Có những người con họ nói là tôi không chăm sóc được mẹ, tôi phải nhờ đến hình như là có cái là in home support gì đó. Đúng, đúng. Và khi mà lên trên đó để xin người mà giúp mẹ mình á, thì giống như người ta bị đối xử giống như là sao mẹ bạn là bạn không trông, rồi bạn đòi cái này bạn đòi cái kia, giống như là cũng bị hạch sách coi đúng, thường đúng. Thì cái này cũng có nhiều người than với An Miên. Thì giáo sư nghĩ sao về cái vấn đề đó? Thật ra đó, nhiều khi cũng có những cái trường hợp người ta Việt Nam hay nói cái câu gì một người mẹ nuôi được một đàn con, một đàn con không nuôi được người mẹ. Nhưng mà có những cái trường hợp thì là khó khăn cho những người con vì ở xa, mà mẹ ở một nơi và mẹ ở những cái nơi nào quen thuộc, không có muốn dọn về ở với một người con nào khác, thì cần cái sự giúp đỡ. Bà mẹ mình hiện tại là 90 tuổi nhưng vẫn ở một mình trong một cái căn apartment, mình và một người chị, người anh thay phiên nhau tới. Ngoài ra có thêm hai người
cũng thay phiên nhau tới. Và bà mẹ rất là hạnh phúc vì bà được ở sát nhà thờ. Cái quan trọng nhất của tuổi già là có một cái cộng đồng và có cái niềm tin. Thì bà cụ thích ở đó vì có thể đi bộ qua nhà thờ. Ở nhà con là xa nhà thờ, muốn đi phải nhờ nó lái xe đi phiền phức. Thì bà cụ thích ở đó. Và trong cái chương trình xã hội bây giờ, họ ý thức là thà mình trả tiền cho người nhà trông coi những người mẹ hoặc những người bố lớn tuổi ở nhà còn rẻ hơn là gửi vào những cái viện dưỡng lão. Tại cái tiền chi phí nó rất cao, mà những người đó vào đó thì dễ buồn, buồn thì đâm ra bệnh, thì cái chi phí nó cao. Thì bây giờ có nhiều cái chương trình xã hội họ công nhận những người thân là những người mà chăm sóc và có thể làm giấy tờ để được tiền. Thì mình thấy đó là cái sự khôn ngoan của những cái người mà lo về vấn đề đó. Khi mà có chính người nhà tới chăm sóc thì tốt hơn phải thuê người ngoài. Vâng, yeah. Vâng, là còn một vấn đề này là cũng xin hỏi giáo sư nghĩ sao là có những người mẹ luôn luôn trách móc con mình. Là dù con thì hoàn cảnh bây giờ cũng bận rộn và con bây giờ trách nhiệm còn nặng hơn nữa, và những người mẹ này hay than thở và trách móc, thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ? Vâng, cái đó là một cái vấn đề mà đa số những gia đình Việt Nam đều gặp phải hết. Dạ vâng, vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi, xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút sau phần thông tin thương mại. Vâng, và những người mẹ đôi khi một mình cô đơn mà lớn tuổi, mà có thể là nhiều khi bà thay đổi. Ngày xưa còn trẻ là bà cứ nói thôi con làm gì con cứ làm để mặc mẹ, mặc mẹ. Nhưng bây giờ là ngày thứ nhất không thấy con, thứ hai, thứ ba đã gọi, sáng không thấy, chiều gọi, rồi đâm oán trách, rồi đi nghĩa là gặp những người khác thì than thở con tôi nó không thương tôi, nó bỏ bê tôi. Thì giáo sư ơi, trường hợp này cũng đau lòng cho cả hai. Rất nhiều gia đình, những cái người già thì lớn tuổi thì họ cô đơn, và khi mà họ cô đơn thì hay bị mặc cảm, mà khi con cái bận không có tới thăm đúng giờ mà họ muốn thì lại nghĩ là bị bỏ bê, thì than trách. Mình thấy ngay trong gia đình mình và gia đình bạn bè mình hầu như ai cũng có cái vấn đề đó. Một người bạn kia nói, trời ơi, cô ta tới và một người chị nữa đang ngồi với bà, mà một người bạn gọi, cô bà cụ gọi, thì bà nói mấy cái con khỉ đó nó chả bao giờ nó xuất hiện hết, tôi cần nó. Cái chị kia nói, có con khỉ ngồi đây nè mẹ, hai con khỉ ngồi cạnh mẹ rồi sao nó không có. Rồi một bà mẹ khác thì ở trong viện dưỡng lão mà có người chăm sóc, thì bà hay than với lại mấy cái người trong đó, trời ơi, tôi là một người mẹ nuôi con mà con tôi nó bất hiếu, tôi thèm ăn một món nào nó không có đem vào, trong khi hai người con, một người chạy mua món này chạy món khác, tại bà mẹ đã gọi chiều nay vào thì đem mẹ món này. Mà cô kia nói là bà mẹ rất là thông minh trong cái vấn đề ăn uống, bà thích cái món đó ở cái nhà hàng đó mà đi mua một cái nhà hàng khác nó gần để tiện bà ăn, bà cũng biết không phải, phải đúng chứ là phải đúng, mà phải chạy ngược chạy xuôi, mà nhiều khi không tới kịp bà nói như vậy. Còn ba mẹ mình thì rất thương con nhưng mà cái tính rất là hay chê trách, tại vì cái quan niệm Việt Nam mình khen nó thì nó sẽ nghĩ là nó tốt rồi, nó không cố gắng nữa, lúc nào cũng tìm cái gì sai để mà chê trước. Chê 10 câu thì mới khen được 1-2 câu. Tức là dạy con khiêm nhường đó. Mà nhiều khi nghe chê cũng buồn lắm. Thì mấy bà chị mình là khó chịu về cái lính để chê. Mình thì cứ đùa, ô vậy hả mẹ, mình nói mấy bà là phải cho vào tay này ra tay khác thì không có bực mình. Và mình cứ đùa đùa thì để cho mẹ chê hết, lúc đó bà đang buồn, đang bực, chê những cái câu hết. Xong rồi khi mà mình nghe mà mình không có phản đối thì bắt đầu bà vui, bà bắt đầu nói chuyện vui và khen. Còn mà mình chống chế thì phải bị chê nữa. Thì mình phải chấp nhận chê vì mình cãi. Mình không thể nào thay đổi những người lớn. Và khi mà họ khó khăn với mình thì mình cứ nghĩ lại, họ có quyền làm cái chuyện đó. Bây giờ tới tuổi này rồi, mình chịu đựng, mình thương. Khi mình nghĩ là hồi xưa mẹ mình lo cho mình, thế bây giờ mình nghe một chút chả sao. Cứ nghĩ vậy thì mới vui vẻ với nhau giáo được. Giáo sư nói rất là chí lý. Và Amin cũng nghĩ rằng là tuy những người mẹ chê mình đó, than đó, nhưng mà bà vẫn thương yêu mình vô cùng. Đúng. Thương yêu vô điều kiện. Dù mình có không đến đi chăng nữa, bà cũng tự nhủ là chắc hôm nay nó bận rồi, nó bận con cái nó.
Và khi nhắc tới những người mẹ như vậy thì chúng ta lại nghĩ tới hình tượng người mẹ là những người mẹ trẻ. Những người mẹ trong xã hội bây giờ là đợt có thể là con cháu hay là em của thế hệ của An Miên, thì thấy rằng An Miên cũng thấy là rất giỏi đó thưa giáo sư. Vâng. Phải nói là cũng vẹn toàn lắm. Vâng. Yeah. Mình hay tiếp xúc với lại những người phụ nữ mà trong cộng đồng. Yeah. Thì vì làm trong giáo dục họ biết mình, chỉ gặp là họ đem chuyện con cái ra họ kể rồi họ ý kiến. Yeah. Thì có một lần mình có viết một cái bài về những cái phương thức mà làm như thế nào trong khi mà con cái gặp cái sự khó khăn mà tuyệt vọng. Thì có một người gọi cho mình, cô này là cắt tóc cho mình. Thì lúc đó ở bên Hoa Thịnh Đốn, cô ở bên này cô gọi. Thì cô nói là con cô nó hư rồi, bây giờ cô phải tìm cách cô gửi nó đi. Cái mình hỏi tại sao lại có quyết định đó. Thì cô nói là lâu nay đó, cô đi làm từ sáng tới chiều, nhưng mà trước khi đi mỗi sáng là nấu hết thức ăn cho con. Rồi mỗi lần mà trường kêu họp là đều vào có mặt đụng, mặc dù không hiểu nhưng mà vẫn vào. Rồi cầm giấy tờ thì thấy con cũng học cũng được. Nhưng mà mới đây cái bà trong trường gọi thì nói là thằng này nó trốn học quá nhiều, bây giờ sắp bị đuổi học. Thì mới biết là lâu nay họ gọi thì cái thằng nhỏ nó nghe, nó không có đưa cho mẹ nó, hoặc nó gửi giấy về nó bỏ đi. Thì lần này bà cái bà counselor bà gọi tới cái cửa tiệm làm thì mới gặp được. Thì cái người này họ rất là hoảng, lo hoảng, tại vì đó là một cái người phụ nữ nuôi con, nghĩa là single mother, không có bố. Thì nói là thôi rồi, con mình mà nó hư thì bao nhiêu tiền bạc mình làm để dành cho nó lên đại học cũng mất đi. Thì cô này cũng mới nói là cô có nghe một cái chương trình của mình hoặc là một bài báo nói là có một cái cơ quan nào đó để mà giúp cho những em nào mà hư lắm rồi vào đó để họ huấn luyện lại. Thì mình nói có, nhưng mà nó ở xa, làm sao mà chị chịu được khi mà phải xa con. Chị nói không, tôi nhất quyết rồi. Thì mình cho chị một vài tên, một vài đó. Rồi mình chỉ cho chị lên tìm, chị phải đọc. Cái gì không hiểu thì tìm người giải thích rồi mình sẽ giúp. Chị đọc và chị quyết định thôi, có đúng cho con mình không. Và cuối cùng thì bà gọi, bà nói là bà chọn cái chỗ đó, nó ở tiểu bang Utah, và người ta sẽ đem đứa bé đó lên và phải ở trong vòng 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu 6 tháng mà nó ngoan rồi thì nó được về nhà. Thì tại vì bà này bà đi theo đứa con, mình phải nói là cái chị này chị hy sinh, đi làm về mệt rồi nhưng mà tối con thấy con đi, bạn tới đón, kêu ở nhà không chịu, mà bây giờ nó lớn con rồi mình đâu có lôi kéo nó được. Đúng rồi. Để cho đi rồi bà lấy xe đi theo, thấy tụi nó chở nhau lòng vòng rồi tới một cái motel. 5-6 đứa vào một cái motel, bà đậu xe ở ngoài bà canh, không thấy nó ra. Tới sáng sớm thấy 5 đứa nó ra. Thì bà đi theo về tới nhà thì là nó vào đó nó hút thuốc. Có thể là thuốc phiện, có thể là uống rượu, nhưng mà biết là tụi nó làm cái gì trong đó rồi. Thì bà mới nhất định là gửi con đi, bà nói tại vì nó bị ảnh hưởng bạn nặng quá, bây giờ nói không nghe. Thì cái cơ quan đó họ tới nhà, họ đem đứa bé đi, bà này phải làm sẵn một cái vali đem đi. Và nó khi nó đi nó khóc, nó giận, nó la, nó hét, nó nói là mẹ làm như vậy con sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ, mẹ là một người ác độc, nó chửi rủa bà, nó bắn đứt ruột. Nhưng mà không đi, mà đây là một cái người phụ nữ bà đi làm cương quyết nghề cắt tóc, và bà có cái cửa tiệm, tiền bạc không có bao nhiêu. Khi 6 tháng đó bà phải đóng 60 ngàn. Tại vì họ lo hết, có người counselor, có người dạy cho học để mà không có bị thua điểm. Bà hy sinh, bà làm. Hy sinh quá. 60 ngàn một năm. Một năm. Nhưng mà 30 ngàn trong 6 tháng đầu là phải đóng một số tiền rất đó. Lớn. Mà bà nói là không, cái này là tương lai con, và bà gửi con đi. Xong rồi mỗi lần mà họ gửi giấy tờ về thì mình đọc để mình giải thích cho bà. Họ gửi những cái video nó học cái gì, họ cho đi ra ngoài chơi những cái thể thao lành mạnh, cho đi tắm, đi lội này kia. Trong một cái mỗi mỗi đứa bé nó được ở với một gia đình, có một cặp vợ chồng Mỹ rồi một hai đứa con, để nó có không khí gia đình chứ không phải là một cái trại. Thì sau 6 tháng bà lên thăm thì bà hỏi là người ta thằng bé như thế nào, họ nói là nó vào khuôn vào phép hay và nó học được rồi. Có thể về thì bà cho ở thêm 3 tháng nữa rồi về. Sau đó là nó về, nó xong được cái bằng trung học lên đại học. Thì mình thấy là một cái sự hy sinh và quyết định, cái quyết định mà cho con đi như vậy đó phải là đứt ruột mà làm được. Thì mình thấy những cái gương người mẹ trong trong xã hội bây giờ đó mình rất là kính phục.
phải nói là những người mẹ đó là cái sự hy sinh nhưng mà được đó, phải nói là một cái viên mãn trong một cái kết quả là thay đổi cả cuộc đời đứa con của mình đó. Thì mình sau cái này xứng đáng quá thì cũng có những người khác cũng phải làm như vậy. Còn có những người họ cũng muốn con đi mà thấy tốn tiền quá, đi xa quá, phiền phức quá, mình không biết văn hóa làm sao. Thì những cái chần chờ như vậy đó thì có thể là làm mất cái khoảng thời gian mà có thể giúp đứa con mất đi một cơ hội. Và phải nói là hầu như bất cứ một người mẹ nào cái tình thương con á, nó không có giới hạn và nó rất là đa dạng. Bởi vì các con á, những mỗi người là một tánh nết mà. Cho nên người mẹ phải nói là đối với An Biên thấy khổ thật đó. Đúng như thế. Và không hiểu tại sao là ai cũng mong muốn làm mẹ, nhưng mà An Biên có một cái nghĩ như thế này. Trước khi mà mình quyết định mình là mẹ đó, thì bản thân mình phải tự trau dồi, học hỏi và hiểu được. Cái tiếng gọi mẹ nó dễ dàng lắm. Muốn sanh ra thì nó dễ thôi, trong cái lúc mà mình sanh được. Nhưng mà để làm tròn một cái trách nhiệm, vai trò của một người mẹ tốt đối với đứa con mình thì An Miên thấy khó, khó vô cùng. Rất là khó. Và mình phải nói thêm một điều, có những cái người mẹ yêu thương con, lo cho con đầy đủ và làm tất cả những cái bổn phận của mình và hơn thế nữa, nhưng mà những cái đứa con gặp những đứa trường hợp khó khăn, nó vẫn không thành công, nó gặp những cái trắc trở. Và trong những cái trường hợp đó, cái niềm an ủi duy nhất mà người đó có là nói là mình đã làm tất cả cái gì mình có thể làm được với sự yêu thương. Và mình tin rằng những cái mà mình đã cho con, những cái giá trị đạo đức, văn hóa ra đời, chuẩn bị cái hành trang cho con, sau này nó sẽ trở về và nó sẽ làm người tốt. Chứ còn nhiều khi mình nó ra ngoài cái vòng tay mình. Và khi mà mình đã làm hết cái gì mình làm được thì mình có cái sự bình an, mình không có cảm thấy là hối hận nhiều. Chứ còn tất cả cái đó nó không có phải là cái gì mình làm cái chuyện này nó thành công như nhau được. Và không những là người mẹ mình nuôi con mình mà là người mẹ đó lại gieo chồng những người cha, người mẹ trong tương lai cho thế hệ khác. Cái đó một cái điểm An Miên đưa ra mình rất là thích, là tại vì đa số những cái gia đình Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng là trọng nam khinh nữ. Và con trai là cho chơi thả sàn, không có bắt buộc làm gì hết. Thì những cái đứa con trai đó sau này sẽ thành người chồng không tốt, tại vì được nuông chiều quá, về không biết giúp cho vợ. Thì những cái người mẹ mà ý thức là dạy cho con trai cũng phải biết làm những cái công chuyện tự lo cho thân mình được, tự giặt áo quần, thay ra giường, dọn dẹp nhà cửa và biết yêu quý và kính trọng người phụ nữ, người khác phái chứ không phải coi thường, thì đó là những cái người mẹ mà thật sự làm tốt cho con, hạnh phúc của con và cho xã hội sau này. Vâng, cái đó phải dùng cái từ của ngoại quốc là gentleman, một người đàn ông lịch lãm, đúng lịch duyệt và phải đa năng. Đúng rồi. Và khi mà mình nhìn thấy hình tượng của người mẹ, dù là truyền thống bậc trên của mình, ông bà, mẹ của mình, và cho những thế hệ sau này, thì An Miên vẫn nghĩ là tuy khác nhưng mà vẫn có rất là tương đồng với nhau. Đó là trách nhiệm, vai trò của một người mẹ. Đúng. Vai trò, trách nhiệm, nuôi dưỡng, yêu thương. Và trong cái xã hội bây giờ, cái khó khăn nhất là cái sự giằng co giữa công việc làm, ngành nghề, nghề nghiệp, tương lai nghề nghiệp của một người phụ nữ và trách nhiệm gia đình phải lo cho con cái. Rất là nhiều những cái gia đình trẻ bị cái giằng co đó, và cái sự giằng co đó lúc nào nó cũng có, và không bao giờ mình biết được cái quyết định của mình là nó hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Và chỉ có những cái người đàn ông, người chồng, người bố mà hết lòng thương cho gia đình, thương gia đình, lo cho vợ, cho con, phụ vào, thì những người phụ nữ đó mới đỡ phải là bị cái giằng co đó. Tại khi mình đi làm thì mình nghĩ ồ, con mình ngày hôm nay nó không khỏe, nếu mà mình ở nhà thì nó được ở nhà, mình cũng phải gửi nó tới nhà trẻ hoặc đi làm, thì cái lòng mình cũng vấn vương. Mà nếu ở nhà trông con thì nó trời ơi, mình học bao nhiêu năm trời để ra làm cái ngành đó mình rất yêu thích, mà bây giờ phải hy sinh ở nhà con, nhiều khi mình thấy mình học cho lắm rồi bây giờ chỉ lo thay tã, thấy cũng buồn quá. Khi nào cũng bị cái giằng co giữa hai cái. Cái mà quý nhất bây giờ đó là thời gian của người mẹ, nó rất là quý hiếm. Và phải nói cho cùng, đó là những trường hợp mà có bố có mẹ, có chồng có vợ. Rồi có những trường hợp, đây đang nói về người mẹ thì nó chỉ nói đến người mẹ nuôi con một mình. Cái vấn đề nuôi con một mình thì quý vị sẽ đánh một câu hỏi, tại cố ly dị. Nhưng mà không phải vậy, có những người mà chẳng may cái người chồng của họ không còn nữa, có thể là đã ra đi mất sớm hay như thế nào, thì cái vấn đề mà sống một mình để nuôi con thì An Miên thấy khó vô cùng.
trước khi mà mình nói thẳng về cái đó, mình nói một trong những cái hy sinh lớn nhất của người mẹ là khi thấy cái hôn nhân của mình nó gây cái ảnh hưởng xấu cho con, họ phải quyết định là tách rời vì cái người chồng đó làm gương xấu, uống rượu, chơi bài hoặc là đánh đập con cái, vợ con trước mặt con, thì đó là những cái hình ảnh mà nó sẽ hằn sâu vào tâm trí con nít. Đa số ở Việt Nam thì người vợ không có cách nào khác phải chấp nhận, nhưng mà ở đây khi người vợ ý thức nếu mà con cái lớn lên trong một gia đình như vậy mà người chồng không có muốn tìm kiếm cái sự hỗ trợ để thay đổi những cái đó, và cái đó người chồng không có kiểm soát được, họ họ thương con thương vợ nhưng mà khi tới cơn say rượu hoặc là cái gì đó họ làm, mà người vợ can đảm ra khỏi cái hôn nhân đó để cho tương lai con nó tốt hơn, thì đó là một sự hy sinh nè, chứ không phải không. Vâng, phải nói là khi nói về người mẹ đó là tất cả chúng ta sẽ có rất rất nhiều điều để nói, trăm ngàn điều, triệu điều để nói, bởi vì tình yêu của người mẹ với con là nó cũng không thể nào mà đong đếm được. Và nhất là những người mẹ bị coi thường, không những chồng coi thường mà con lớn lên đôi khi nó cũng coi thường là mẹ nó chẳng có làm việc gì hết, tối ngày ở nhà không không ra ngoài đi làm. Thì cái đó đau lòng lắm. Tại vì có nhiều người nghĩ là công việc trong nhà nội trợ người ta không đếm, nhưng mà thật ra An Miên thấy cái việc nội trợ trong nhà còn khủng khiếp hơn là mình đi làm hai job bên ngoài, đúng không thưa giáo sư? Cái vấn đề coi thường đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Tại vì khi mà mình biết coi trọng cái vai trò của mình là người mẹ, mình đi làm hay ở nhà hoặc vừa đi làm vừa ở nhà, cái đó không không cần thiết. Nhưng khi mình không có đặt trọng cái vai trò của mình là người mẹ thì mình sẽ bị coi thường. Do đó đừng có bao giờ để cho người con, đứa con ngay từ bé nó có một cái thái độ vô phép, vô lễ. Phải ngưng ngay và luôn luôn chỉ cho nó biết cái vai trò của mình quan trọng, và đừng có để bất cứ ai coi thường cái vai. Mình không tôn trọng mình thì mình sẽ bị coi thường. Cái đó rất là quan trọng. Và người phụ nữ Việt Nam có rất là nhiều đức tính và sự hy sinh, đừng có bao giờ coi thường cái vai trò mình, không cho ai coi thường vai trò mình, vì mình đã làm những cái việc rất là cao quý trong vấn đề hướng dẫn con cái. Vâng, cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, ngay như cả phương Tây, tiếng Anh chúng ta gọi mẹ là mother, thì An Miên tìm thấy là có một câu nói, nghĩa là giải thích cái chữ mother nó rất là hay, thì quý vị sẽ nhìn thấy lên trên màn hình. Đại khái thì An Miên nói cho nhanh, tự vì An Miên cũng muốn nói một vài ý khác, là người mẹ đó là có trăm ngàn tất cả những cái điều gì đó để dành cho các con. Rồi cái chữ O, tức là chữ O đó, như là người mẹ sẽ già theo năm tháng. Và cái chữ T đó là giống như là nước mắt của người mẹ luôn luôn vì con. Rồi đôi mắt là ai theo dõi con. Đại khái quý vị nhìn lên màn hình, đại khái là người mẹ giống như là một câu chuyện cổ tích. Có người gọi là Đức Chúa Trời thì chuyện cổ tích đề được, có người gọi là ông trời. Nhưng mà An Miên nói là trời đất tạo hóa đã tạo ra người mẹ, mà cũng có để quên một giọt nước mắt ở trên má. Thì khi một vị thần hỏi tại sao vậy, thì Ngài mới trả lời là bởi vì những giọt nước mắt này là giọt nước mắt đổ xuống vì con. Đó. Nhưng mà nhân cái ngày lễ mẹ thì chúng ta cũng có những cái cảm xúc về người mẹ. Và có lẽ là giáo sư đã còn mẹ, tức là vinh dự vẫn còn hoa hồng đỏ thấm vào tim, và đồng thời cũng là một người mẹ, thì chắc có lẽ là nhân ngày lễ mẹ là giáo sư cũng có đôi điều, vài lời để mà chia sẻ với mọi người. Vâng. Có một thời gian là mình hay vào những cái viện dưỡng lão nói chuyện với các cụ trong đó, thì cái mình vào một cái lúc mà Mother's Day thì mình thấy hoa với quà nhiều lắm, thì mình hỏi mấy bà cụ vui không, mấy bà cụ tôi chỉ muốn nó đem con cháu nó vào nó thăm tôi thôi, chứ mấy cái đồ này, áo quần này tôi ngồi đây tôi đâu có mặc được nữa. Thì mấy bà nói như vậy thì mình thấy đúng, cái món quà mà quý giá nhất mà mình có thể cho mẹ mình là cái thời gian mình bên cạnh bà và cho thấy những cái đứa cháu nhỏ. Vì khi mà thấy đó, cái cháu nhỏ thì nó đem cái hạnh phúc, bà thấy là cái tương lai của bà là nó nối tiếp các cháu. Thì nếu mà mình có mẹ già, mình không cần phải mua quà cáp gì nhiều, mà mình lựa một ngày bên cạnh bà cụ đi chơi nói chuyện, gợi những cái chuyện xưa bà cụ rất thích và đem các cháu tới thăm bà. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và đó là cho những ai may mắn, hạnh phúc còn có mẹ. Còn cho những ai không còn mẹ thì An Miên thấy là thường thường những người mẹ còn đó, dù đã mất mẹ, không còn mẹ để đến thăm và dắt con mình đến thăm, thì hãy kể lại những câu chuyện về người mẹ của mình, tức là bà của các cháu. Đúng. Để các cháu biết rằng là
phải giữ nếp nhà. Bà đã sống một cuộc đời như thế và mẹ của chúng ta như thế, và sau này nếu có làm mẹ cũng phải nên như thế. Chúc quý vị một ngày thật an bình.